Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Vâng, hôm nay là một ngày phải nói là quá nắng nóng luôn các bạn. Thời tiết trời trong xanh, gần như là không có gợn mây nào. Và em Vũ Duy Ô Tô lại đưa đến cho các bác một sản phẩm, một chiếc xe 4 bánh 5 chỗ ngồi cực kỳ đẹp luôn. Đời 2013, xe của Chevrolet các bác nhá. Và con này thì thưa quý vị các bạn là số tự động, máy 1.0, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Chiếc xe này thì rất thích hợp cho bác nào mà có điều kiện kinh tế vừa phải thôi. Vì đây là một mẫu xe mà bên em Vũ Duy Ô Tô bán với cái giá chỉ có hơn 200. Vâng, chỉ có 219 triệu đồng nhưng các bác đã sở hữu ngay được chiếc Chevrolet Spark bản LTZ, bản full kịch với 4 túi khí an toàn, với phanh ABS, với lốp mới, với la răng đúc. Đấy, thực tế là một chiếc xe với cái tầm tiền đấy thì các bác mua Morning thì các bác có thể mua được một chiếc xe số sàn đời cao, thì cũng chỉ được tầm khoảng 2017 thôi, hoặc là 16 thôi, nhưng mà đấy là số sàn. Còn đây là một mẫu xe số tự động bản LTZ với mức tiêu thụ nhiên liệu ít, máy 1.0 thì các bác mất tầm khoảng 5 lít trên 100 cây đối với vườn trung bình ạ. Đời 2013, xe đẹp, cứng, và đây là các bác này. Đấy, kiểu dáng của xe thì nó giống như mẫu VinFast Fadin ạ. Một mẫu xe mà đang được thịnh hành ở thị trường Việt Nam rất là nhiều. Vâng. Mẫu xe này thì là tiền thân của mẫu VinFast Fadin rồi. Kiểu dáng thì thiết kế cũng khá là trẻ trung, thể thao, đấy, góc cạnh. Và được cái là con Fadin thì là máy 1.4, nhưng mà con này thì nó máy của nó chỉ 1.0 thôi. Đấy, thương hiệu đến từ Chevrolet. Và chiếc xe này thì sử dụng động cơ S-Tech 2 16 van cam đơn. Và con này thì mức tiêu thụ nhiên liệu của nó chỉ 5 lít trên 100 cây các bác nhá. Rất là tiết kiệm luôn. Điều hòa mát lạnh và đặc biệt là màn hình thể thao số. Kiểu dáng của xe thì thôi rồi, khỏi phải chê rồi. Bác chủ bác cái độ lên mấy quả tem Porsche, đấy, Manta. Và các bác có nhìn biển số Hải Phòng, một chủ từ mới đó, 15A09621 các bác nhá. Vâng, con này thì hạn đăng kiểm thì cũng vừa mới hết rồi. Thì bác nào mà mua thì em sẽ khuyến mại đăng kiểm cho các bác. Nội thất của xe thì vẫn còn zin, lớp sơn zin của xe thì tỷ lệ 80%. Đấy, các bác nhìn kiểu dáng xe thì cũng rất là luột là luôn, và dành cho gia đình. Một mẫu xe chỉ có hơn 200 thôi, bằng khoảng 2 cái con xe máy. Thế nhưng mà được cái là xe thì đời cao, form mới, và các bác thì chỉ có việc đi thôi. Đấy, màu sơn bạc trẻ trung, thể thao các bác nhá. Và chiếc xe này thì có cam lùi cho các bác này, cam lùi này, và cam hành trình ở phía đằng trước. Đấy, cản sau lipo độ này, rất là đẹp luôn, với 4 ống xả đấy các bác nhá. Vâng. Đấy, sơn xi sạch sẽ đồng đều, xe thì không có lỗi lầm gì, và tỷ lệ sơn zin của xe thì vẫn còn rất là cao. Con này sơn zin của nó là 85% cho các bác luôn. Đấy, cabo này, tốt vỏ cabo chắc chắn luôn. Đấy, và cản trước đây các bác nhìn ạ, thiết kế thể thao trang nhã. Cái này thì các bác có thể về là độ thêm một chút cũng được, và không để nguyên zin như thế này. Hệ thống đèn của xe là đèn halogen, công suất cao. Đấy, khả năng chiếu sáng rõ ràng, mắt đèn màu đèn thì trong và không hề có lỗi lầm. Cản dưới này các bác nhìn này, đèn halogen công suất thấp. Và cản thì nói chung là sơn xi xì tút ok rồi, về các bác cứ việc đi thôi. Và cái dòng này thì đi nó rất là lành, máy 1.0, ăn xăng ít, tiết kiệm như vừa phải. Và đây là một chiếc xe form từ Mỹ nhá các bác nhá. Đây là chất xe thì khỏi phải bàn luôn. Hôm nay là ngày thời tiết cũng khá là nắng nóng, việc review xe cũng rất là rõ ràng, sơn xi dễ nhìn. Đấy, tất cả các chi tiết nội ngoại thất của xe thì đều rất dễ nhìn luôn. Tuy nhiên là các bác có thể nhìn ạ, vâng, ánh sáng nắng chói chang luôn. Các bác nào mà đã quan tâm đến Vũ Duy Ô Tô thì xin các bác một nút like để lấy động lực làm thêm nhiều video. Vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí an toàn, tích đã được độ logo Porsche. Và con này thì màn hình hiển thị số rất là hiện đại luôn. Đấy, các bác nhìn này, đồng hồ hiển thị số nhá. Đấy, nội thất bên trong xe thì vẫn còn rất là đẹp, nội thất ghế da zin, à, đặc biệt là có túi khí an toàn đây các bác ạ, túi khí trên cả hai ghế phía trước luôn. Được cái là cái phần đấy thì tí nữa em sẽ vào chi tiết sau. Còn đằng này thì lốp của chiếc xe này là 4 quả lốp Michelin, lốp 17565, vành la răng là 14 inch, và cái lốp này là lốp 2021 các bác nhá, lốp 2021 rất dày. Đấy, phải nói là thời tiết hôm nay quá nắng nóng luôn các bác. Và đấy, lốp rất dày luôn. Đấy. Và về các bác chỉ có việc nói chung là đi thôi, chứ cũng không phải nghĩ ngợi là phải thay lốp gì cả. Lốp dày mới 2021 mà. Vâng. 4 quả dày như mới luôn. Đấy. Và chiếc xe này thì sơ cua của nó cũng là lốp này nhá các bác nhá. Vâng, không như cái dòng Fadin thì sơ cua là đều là lốp bé, lốp nhỏ như xe máy luôn.
Thế đâm ra là các bác đi cũng rất là chật hẹp đấy. Khoảng cốp để đồ sau cũng rất là rộng đấy, và có tấm lưới này. Đấy. Đồ nghe kích lốp thì nó ở ngay sau đây. Đây em rút hạ hàng ghế phía trước đây cho các bác để ta cùng xem cái chỗ để đồ lốp. Đấy, đồ nghe kích lốp này. Và lốp sơ cua đây. Đấy, lốp sơ cua ở ngay phía dưới hộc đồ đây. Đấy, và lốp sơ cua này còn chưa thèm hạ luôn nhá, chưa hề hạ luôn này. Còn nguyên ta lông này các bác ơi. Đồ nghe đây, kích lốp này. Đấy, đồ đầy đủ, không thiếu cái gì. Đấy, các con phần nội thất ghế thì đây các bác nhìn ạ. Vâng, ghế da zin. Đấy, phần nỉ lót giữa của nó còn rất là sạch luôn. Đấy. Và keo chỉ này, các bác nhìn chỉ keo của xe cánh sau này, còn nguyên này. Đấy. Chỉ keo cánh sau còn nguyên luôn nhá. Vâng. Thời tiết nắng nóng nhưng mà lại có tí gió, đâm ra là cũng rất là mát. Đấy, các bác nhìn đây. Keo chỉ đây, đinh hàn này, các cái đinh hàn còn nguyên này. Đấy, tai đèn, bầu đèn thì vẫn còn căng, trong, và bóng đèn thì hoạt động hoàn toàn bình thường các bác nhá. Bên này thế này. Đấy, hoạt động hoàn toàn bình thường và ok luôn. Nội thất bên trong xe thì phải nói là sạch sẽ vô cùng. Đấy, nói chung là gần như là mới, và xe thì bác chủ bác ấy đi ít, không sử dụng nhiều. Bác chủ cũng là một giáo viên tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng, bây giờ là trường Đại học Quản lý và Kinh doanh ạ. Vâng, và bác ấy đi cũng rất là dữ. Đấy, trần này. Các bác nhìn trần này, trần đẹp luôn này. Trần nỉ rất là đẹp. Đấy, tapi kính điện đầy đủ, hoạt động hoàn toàn bình thường nhá. Vâng, đây em sẽ mở xe, nổ máy cho các bác. Ta sẽ cùng sử dụng xe. Đấy, máy lên rất nhẹ nhàng, êm. Và con này thì vòng tua điện tử luôn này. Các bác nhìn này, đồng vòng tua điện tử luôn. Kính điện hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy. Vâng, và đã được dán phim cách nhiệt hết rồi. Tất cả cửa kính của xe thì hoạt động hoàn toàn ok và trơn tru các bác nhá. Vâng. Thời tiết nắng nóng này thì đúng là chính là như em ấy, mở cái cửa của xe còn mát hơn là bên trong luôn. Đấy. Vô lăng ba chấu đây, người ta sử dụng cũng tương đối. Đấy, có mòn một chút. Đấy, tuy nhiên là đồng hồ hiển thị là 13.7. Đặc biệt là chiếc xe này thì có một cái màn hình. Đấy, các bác nhìn này, màn hình trị giá cũng 5 triệu. Đấy, màn hình hãng luôn, trị giá 5 triệu, có rất nhiều cái tích hợp ở trên chiếc xe này. Đấy, xem nào, có cái tích hợp cam hành trình không nhỉ? Cảnh báo này. Có một số cái chức năng mà đúng là em cũng chưa gặp bao giờ. Vâng. Ai chà. Quản lý file. À, cái kia là phải cài lại rồi. Đấy, cam hành trình đi các bác này. Đấy, có cam hành trình. Cái này thì tí nữa em sẽ cài đặt lại phần mềm để cho các bác để xem cái màn hình này nhá. Vâng, có cam lùi đây. Cam lùi cho các bác đây. Đấy, cam lùi tích hợp trên xe đây. Cái này thì cái cửa đấy em đang mở lên trên phía trên nên đâm ra là không nhìn thấy gì. Đây, em sẽ đóng cửa đây cho các bác. Đấy, cửa đang mở lên trên rồi. Đấy nhá, đóng xuống này. Có cam lùi cho các bác luôn. Đây các bác nhìn ạ, cam lùi đây. Đấy, cam lùi có nhá. Vâng. Thế còn điều hòa của chiếc xe là điều hòa chỉnh cơ, chỉnh núm vặn thôi. Điều hòa nói chung là khá là mát. Vâng. Mát lạnh luôn. Các bác không phải nghĩ ngợi gì cả. Đấy, khoảng không gian đồ phía đằng trước cũng rất rộng, táp lô sạch sẽ này. Xe này thì 100% không có taxi dịch vụ nhá các bác nhá. Nên là các bác yên tâm. Gạt mưa gạt kính này, nước có này, đầy đủ này, và rất nhẹ nhàng sạch sẽ luôn này. Đấy. Và ta sẽ đến khoang động cơ của chiếc xe này để cùng xem chất xe. Vô lăng củ số của xe thì vẫn còn rất là đẹp. Đấy, người ta sử dụng ít nên là vẫn còn rất là đẹp nên các bác nhá. Tay phanh mới đây. Vâng. Và ra phần khoang máy, con này có cái máy thì rất là êm, động cơ chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu ạ. Vâng. Khoang máy của chiếc xe đây. Đây là động cơ Emtech 2 16 van. Đấy. Cam đơn. Và các bác có thể nhìn là máy khá là êm, chạy mượt, và con này thì bảo hành cho các bác thoải mái luôn nhá. Bảo hành cả tháng luôn cho các bác cũng được. Đấy, còn phần đầu này. Đấy, các cái thiết bị của xe ví dụ như ABS, trợ lái dầu ở đây đầy đủ luôn. Con này thì trợ lái rất là nhẹ, ắc quy thì mới. Đấy, dày, ắc quy sen. Đấy, và cabo đây.
Con này thì máy đã được bảo dưỡng định kỳ rồi nhá, cũng đã được làm rất là tỉ mỉ và yên tâm rồi. Nên là về là các bác chỉ việc đi thôi. Một mẫu xe 2013, xe đẹp, cứng, đấy, thương hiệu đến từ Mỹ, được sản xuất tại Việt Nam. Với động cơ dung tích xi lanh chỉ có 1.0 thôi. Đấy, các bác yên tâm, về không phải nghĩ ngợi gì cả. Bao cam kết cho các bác là không có đâm đụng ngập nước này cả. Vâng, xe thì sạch sẽ, cứng cáp luôn. Đây các bác nhìn gầm này, gầm đẹp luôn này. Đấy. Và các bác nào mà yêu thích cái dòng xe Chevrolet Spark đấy với bản full kích 4 túi khí này thì alo ngay cho Vũ Duy Ô tô qua số điện thoại 0869158926 nhá. Phải nói hôm nay thời tiết khá là nắng nóng nên là đâm ra việc review xe là cũng bị hạn chế một phần nào đó. Thế nhưng mà cũng cảm ơn các bác đã theo dõi và yêu thích kênh của em Vũ Duy Ô tô. Bây giờ thì em sẽ hạ cái ta cùng lăn bánh nhá. Con này thì đạp ga rất nhẹ và khả năng tốt, gọi là vọt đấy ạ, rất tốt luôn, cua lái rất là ổn định và không hề trồng chành. Đấy, xe thì lái êm nhẹ nhàng và các bác yêu thích thì mời các bác qua cửa hàng em lái xe thử, vâng, kiểm nghiệm luôn. Đấy, cảm ơn các bác nhá, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Đấy, nói chung là xe chất thì không có gì phải nghĩ ngợi luôn, các bác cứ đến là xem xe là kết thôi. Vâng, cảm ơn các bác, xin chào. Xe đẹp này đúng là không mua thì phí. Vâng.